Hello cả nhà. Hôm nay em làm cái bàn tay cái này với tháp treo, lâu rồi em không có làm tháp treo. Thì đây là cái móng em mới làm ra xong. Cái tông màu này mình đi cái tông màu nó rất là tự nhiên luôn. Chủ yếu là thấy cái phần hơi trắng trắng ở ngoài phần đầu, bên trong nó đi hồng nhẹ mà có tí xíu shimmer. Thì hôm nay em chỉ với mấy anh chị cái cách để làm cho nó dễ nè. Tháp treo này mà mình làm quen rồi mình bị ghiền đó mấy anh chị. Trước tiên á, là em sẽ đi cái base. Thì trong cái base treo này nó đã có primer and bonder bên trong rồi, cho nên nó bền lắm. Và khi mà mấy anh chị dũa, ví dụ như là trên móng thật á, đa phần á, khách mà xài móng tháp treo họ không có làm móng dài nhiều đâu, họ làm móng ngắn nhiều, móng trên real nail hoặc là trên cái móng mà gắn ga thêm tí xíu nữa, nghĩa là vẫn giữ cái dạng tự nhiên á. Và cái này đa phần là khách sang, khách mà làm văn phòng thì họ sẽ xài nhiều. Thì khi mà mình gắn cái móng thiếp rồi thì mình nhớ là mình dũa cái móng thiếp cho nó sần luôn, rồi sau đó mình đi base. Cái base này thì phải xài là cái base của cái tháp treo mới được nha mấy anh chị, còn thôi là nó sẽ bị chóc á, tại đúng theo cái hệ để cái system của nó luôn á, thì nó sẽ rất là bền. Thì mấy anh chị sơn base y chang như là sơn bê treo bình thường ha, đừng có để cho nó tràn chảy ngược lên cuticle. Đi cho nó mỏng thôi. Ok. Rồi. Sau đó thì mình sẽ cho hơi đèn 30 giây. Qua bàn tay bên này thì em cũng làm giống vậy. Hello mấy anh chị mới vào. Bây giờ tiệm mấy cái tiệm mà chuyên làm natural nail á, mấy tiệm mà khách trắng sang á là họ làm cái này nhiều lắm. Khách của em trên xứ miền Bắc họ đổi từ gel builder sang cái này nhiều nè. Tiệm ở dưới Florida cũng vậy, bên khu Tampa bà đó. Tiệm mình là chuyên làm cái này luôn, chỉ có cái này và dip thôi, không có bột. Cho nên là khách tới tiệm xung quanh thì họ chưa có làm nhiều, cho nên nó là khách mà họ đeo cái này là họ vô tiệm mình họ kiếm, là chuyên đi về natural nail mà. Mà cái này là khách khách em làm cái này nhiều hơn là làm deep nữa, tại vì họ feel được, họ cảm thấy nó nhẹ hơn, nhẹ nhất trong các loại đó, đó là cái tháp treo này, nó nhẹ hơn là bột deep nữa. Ok, cái base này là phải xài base của nó nha, base có size refill cho mấy anh chị rồi đó. Rồi bây giờ ở đây á, trong cái này nó có cái hũ, cái hũ này là solution nhưng mà nó là alcohol 70 độ, thì mấy anh chị cứ xài alcohol là được, mua một bình vậy nè. Cái Swan hiệu này là em đang xài, hình như mua ở Costco một bình vậy nè, nó có 2 đồng mấy à, xài một năm luôn khỏi tốn tiền liquid, thay vì xài liquid nó mắc hơn, còn cái này xài cái bình này nè đó, một năm trời mua có 2 đồng mấy mà mua ở đâu cũng có, không bị hôi trong tiệm nữa. Mấy anh chị mà xài xài liquid mà chịu không nổi á, nói ô mùi liquid hôi quá, thợ không chịu, thợ này không chịu, thợ kia không chịu, phải đổi hiệu này hiệu kia. Nhưng mà mấy anh chị xài cái loại tháp này rồi, mình xài có đúng một mùi alcohol, nó dễ lắm, mà cái tiệm của mình nó clean, nó thơm hơn nữa. Nếu mà ai mà thích mấy cái mùi giống như mùi alcohol thì mình sẽ nghe cái tiệm mình nó thơm lắm em là một trong những thành phần mà thích cái mùi alcohol, thích mấy mùi lạ lạ độc độc mà xăng nè, alcohol nè, là đó my favorite của em đó. Cái này mình nhúng cái cây 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 dít này nè vô trong cái hũ đây, hũ này là hũ alcohol, em dít vô để cho nó dính, nó ẩm, nó đừng có bị dính ngược lại trên cái cây này thôi. Alcohol ở đây nó chỉ giúp cho cái gel này nó không có bám vô cái cọ thôi, chứ nó không có tác dụng là giúp bền, giúp giữ lâu gì hết nha mấy anh chị nha. Rồi bắt đầu mình đi 5 cục xong để lên. Đập cho nó đều ra, mỏng ra. Sau đó vuốt. Thì nếu như mà mình thấy cây cọ của mình mà bị rít rít á, đồng nghĩa là bây giờ cây cọ nó đang cái gel này nó đã bám vô cây cọ rồi, thì mình sẽ nhúng vô trong alcohol để cho nó sạch. Còn nếu mà mình vuốt mà mình thấy ô nó vẫn smooth đẹp bình thường thì không sao, mình cứ vuốt thôi. Cái này làm quen rồi mấy anh chị thấy là em lấy treo rất là ít, vuốt cho cái độ dày nó vừa, tại vì bản thân khách mà họ đeo móng này họ cũng không muốn dày, họ muốn mỏng tự nhiên. Thì cái này là nó dày hơn treo nhưng mà nó mỏng, nó nhẹ hơn bột,
nhẹ hơn bột đắp, bột điếp gì hết á. Ok. Rồi đẩy ngược lên. Vuốt. Ok, vuốt xuống. Vuốt xuống. Khách đi. Nên chị thấy cái độ dày của nó vẫn có, chứ không phải là mỏng dính nha. Nhưng mà nó đi cái đường cong y chang như mình đắp bột vậy đó, đẹp và dễ gấp à, dễ đắp hơn bột. Ô, dễ hơn nhiều, dễ hơn nhiều luôn. Thợ mà họ biết làm nước sơn, họ biết sơn gel manicure thôi á, mà train qua cái này nó dễ lắm. Tại vì tiệm của Ngân tới bây giờ làm à, cái tiệm mà chuyên về natural nail á, là toàn là khách à, toàn là thợ Mỹ nhiều, hết 80-85% trong tiệm là thợ Mỹ, thợ người nước ngoài chứ không phải thợ người Việt Nam. Cho nên là tại sao mà Ngân nói vậy là tại vì người nước ngoài họ ra cái tay nghề của họ đó, họ không có bằng tay nghề người Việt Nam à, họ chịu tập luyện lắm. Khi mà họ tập luyện, họ làm, họ take time họ làm thì họ sẽ làm giỏi, nhưng mà cái mới ra nghề thì họ không khéo bằng mình đâu. Thì mình em dạy cho họ cái này nè, làm trong tiệm họ học nó dễ hơn là dạy bột nhiều. Rồi nè, sau đó em sử dụng cái cây cây cọ này nè. Mình không tới lúc này thì mình sẽ không có cần nhúng vào trong cái, mình không có cần nhúng vào trong cái alcohol nữa, mà mình để cây cọ cho nó khô, mình cho nó nằm, mình vuốt ngược lại và đè nó mạnh xuống. Ok, cho nó blend ngược lại vậy nè. Ok. Cho nó lên mỏng ra ha. Rồi, sau đó em sẽ cho hơ đèn. Ở đây mình sẽ cho hơ đèn là 30 giây. Muốn à, móng màu thì đắp gel màu hả? Mình có gel màu và mình đắp gel clear cũng được, rồi sau đó mình sơn màu gel lên thôi. Tại vì cái này mình sơn gel lên được mà. Sơn gel lên được cho nên là mình cứ sơn nước sơn gel bình thường lên thì tính thêm cái tiền nước sơn gel on top của cái bộ này. Ví dụ như mình làm một bộ clear này là 45 đồng thì mình sơn gel lên 15 20 đồng nữa thì nó ra thành 60 tới 65 đồng. Làm gel lúc nào nó cũng mắc hơn làm bột hết á. Người Pháp thích làm loại này mỏng tự nhiên mà không hôi. Dạ, bây giờ ngay cả những người, thật sự năm nay á, khách bên em mà họ mua cái này á, là người người nước ngoài, thợ nước ngoài á, bắt đầu họ xài qua cái này nhiều lắm. Còn mấy anh chị mà làm tự làm mà studio, làm booth rental, họ cũng chuyển sang họ xài cái này. Hoặc là những tiệm sang thì họ áp thêm cái này vô trong tiệm, là tại vì cái tiệm nó không có hôi. Với lại sau một năm mà dịch á, thì người ta có một số nơi người ta không có ra tiệm làm, thì người ta làm ở nhà đó. Có nhiều người người ta làm ở nhà thì người ta xài cái này nó không có bị hôi. Còn cái mùi liquid á, mà đem về trong nhà, nhiều khi họ làm, họ có cái studio nhỏ xíu á, mà họ làm cái mùi liquid thì nó nồng nặc quá. Với cái này nó không có phụ thuộc nhiệt độ nữa nha mấy anh chị, nó khô nhờ cái đèn. Còn bình thường nhiệt độ mà nóng á thì nó vẫn đắp được bình thường, nó không có bị phụ thuộc nhiệt độ. Liquid mà cái phòng của mình mà nóng quá, mình quất cục bột lên nó khô mất rồi, cái này nó không có bị vậy. Cho nên là họ làm họ thoải mái hơn, nó flexible hơn, họ làm được nhiều nơi. À, quan trọng là khách hàng họ feel được là nó nhẹ thì họ họ cảm thấy là nó nhẹ mà nó không có cái mùi quá chất nặng quá đó, thì họ sẽ cảm giác là nó sẽ tốt hơn cho cái móng của họ. Mấy anh chị thấy nó nhanh nữa phải không? Nó không có bị khô cho nên là chỗ nào mà thiếu thì mình đẩy qua.
Cứ đẩy qua đẩy lại thôi. Cái này thì thợ mà mới vào nghề người ta cũng control nó dễ chứ không có bị khó. Tại nó không có khô. Có thể đẩy qua, đẩy lại, đẩy tới, đẩy lui chỗ nào mà còn chưa vừa ý thì đẩy đi chỗ khác. Không vừa ý nữa, dứt nguyên cục tháo xuống rồi đắp nguyên cục mới lên. Nó cũng dễ như bình thường. Cái này là em đắp ombre pink and white cho nên là cái bước của nó nhiều hơn, thì mọi người là thấy ô nó thoát lâu hơn tí xíu. Còn nếu mà mấy anh chị mà đi một móng màu, mấy cái này á, khách tiệm em họ hay đi màu natural, một pink mà pink hơi see-through á, nhìn nó dạng như là màu bubble bath của OPI hả, mấy cái màu mà trong trong tự nhiên vậy đó. Họ cứ đắp một màu, một vuốt cái xẹt cái xong ra rồi. Em vuốt ngược lại để cho nó mỏng cái chỗ này ra nè. Ngày ai làm nail lâu mà chán cái mùi liquid là bỏ cái này vô. Thử tiệm mà khách mình mà khách chuyên mà khách trắng, khách văn phòng mấy anh chị thử này nè. Em sure luôn là khách họ sẽ thích. Ok. Rồi, kia 30 giây. Nhưng nó chắc không? Nó chắc chứ chị. Nó chắc mình feel đồ được bình thường hết mà. Nó không có bị dễ gãy như là bột, là tại vì nó không có bị cứng mà nó là gel cho nên là nó có cái độ flexible hơn. Có anh chị nào ở trên live đang xài cái này trong tiệm của mình không anh chị ơi? Cái này bắt đầu mình vuốt qua cho hai bên cho nó đủ treo trong các góc này ha. Mình vuốt đi trước nè. Mình vuốt đẩy để đẩy cho nó đủ treo các góc hết nè. Rồi tới cái phần dưới đây nè, mấy anh chị thấy không? Em lấy thêm alcohol em miết suốt những cái là nó blend ra nó ombre giống vậy. Mọi người thấy nó tự nhiên, nó sạch, nó tự nhiên cực kỳ không, cực kỳ luôn á, là sạch và tự nhiên. Hai màu mà Ngân đang xài á, cái màu trắng á, là nó nằm trong Pink and White Collection, thì cái này mấy anh chị có thể mua riêng cái màu trắng cũng được. Và cái màu pink em xài là nó là cái màu số số 3 trong Bridal Collection, là collection này cho cô dâu á. Thì nó có 12 màu. Cái formula của Tarte á, nó không có lỏng quá, nó không có đặc quá, nó không có bị dính cọ. Nó hoàn toàn khác với mấy cái formula mà mình thấy, mình có thể mình thấy, nhưng mà mấy anh chị phải thử mình mới biết được cái cảm nhận của cái khác. Tại vì trong tiệm trước đây mình cũng có xài một số loại á, thì nó cứng quá, bỏ lên nội mà vuốt không, nặng ở trong cái chai ra thôi là nó đã muốn gụng luôn cái tay ra rồi. Mà mình vuốt á, nó cứng lắm cho nên nó khó đi. Còn cái loại này á, nó không có bị cứng quá, nhưng mà nó có bị lỏng, nó có bị mềm quá hay không thì không. Nó cũng không thuộc dạng mỏng quá, mềm quá mà cũng không có bị dính cọ, dính gích chịch thì mình cũng không có làm được. Này cái này nó là cái dạng formula riêng đặc biệt của nó. Mọi người thấy này, em vuốt nhẹ cái là nó đã blend ra rồi nè. Nó không có khô cho nên mình làm nó thoải mái, từ 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 từ. Cái này good lắm, khách tiệm mình rất thích. Dạ thank you chị. Dạ em nói cái này á, mà tiệm mà mình mà khách trắng mà khách sang á, cái này là cái ăn tiền khách, tại vì nó mới, nó khác. Mà không phải là đi tiệm nào cũng có, là tại vì những cái dịch vụ mới không phải là nơi nào họ cũng chịu đem vào đúng không? Họ cũng thử ra thành một cái dịch vụ
Thì cái đó là cái mà mình có thể làm thành cái đặc biệt trong tiệm của mình. Đó, nó mỏng, nó tự nhiên mà nó nhẹ hiều cho khách luôn. Rồi, sau đó em sẽ cho hơ đèn 30 giây. Sẵn em có mấy anh chị hỏi là Ngân ơi, sao mấy cái set treo này nó không có làm cái size lớn mà làm cái size có 30 ml. Thì cái câu trả lời cho nó là không phải mình không có làm cái set lớn được, mình làm cái thấp lớn cũng được. Nhưng mà cái thấp lớn á, mấy anh chị biết nó là treo, mà mình xài cái thấp lớn mình xài lâu quá đó thì nó sẽ dễ bị khô. Nó giảm cái chất lượng của treo đi. Và thứ hai nữa, nó nhiều quá, nó bị cứng, nó đầy quá đó. Mỗi lần mà mấy anh chị push ra nó đau cái ngón tay mình lắm mấy anh chị. Cho nên là cái thấp này nè, nhưng mà khi họ bán thì họ cũng làm lần là hai thấp, có nghĩa là vẫn là 60 ml, nhưng mà thay vì họ làm một thấp thì nó khó cho mấy anh chị, thì họ làm thành hai thấp để cho mấy anh chị dễ xài hơn, nó giữ cái treo của mình nó bền hơn, nó lâu hơn nữa đó. Với lại một lần thay vì mua một thấp á, mấy anh chị phải một thấp và một thấp bự đi, thì mấy anh chị phải mua một lần tới hai cái lận thì mắc tiền cho mấy anh chị hơn nữa. Còn vô mà một thấp vô hai cái thấp nhỏ mà bằng tiền với một cái thấp bự á, thì nó cũng lợi hơn cho mình, là mình có được hai cái thì trong tiệm là thợ này xài thợ kia xài cũng được, không có phải đợi, không có phải chờ. Trong tiệm nó hay bị nhiều trường hợp trớ trêu lắm, nhiều khi cái màu đó để hoài không ai xài, tới khi xài một lần hai người khách bị hoài à. Nhiều khi chai sơn treo tới giờ mà sơn cái lần hai người khách sơn chai đó, cái sẽ có một người thợ đứng đợi, mà đứng đợi nó buồn gảnh chửi đó trong tiệm. Cái đó em nói em đang nói em á nha, đứng đợi tiệm bận gần chết mà bắt đứng đợi người kia sơn, mà gặp ai sơn nhanh thì đỡ nha mấy anh chị nha, đứng đợi mà gặp mình nó mò cái nữa là coi như mình ở đây rồi thua luôn, xong rồi mất con thơ này. Tại vì mình chưa làm xong, chưa sơn xong thì đâu cho mình bắt khách khác, cho nên phải đợi đợi con ghệ kia nó sơn xong rồi nó mới đưa cho mình, mới đưa cho mình rồi đợi mình sơn nữa là coi như là mình thua nó con thơn rồi. Cho nên có hai thúp là thợ đỡ phải đợi nhau, đỡ phải bực. Sản phẩm này không có dùng liquid, mình dùng alcohol. Và alcohol 70 độ mình mua ở đâu cũng có, ra Walmart cũng có, Walgreens cũng có, Target cũng có. Còn mà muốn mua wholesale thì Costco and Sam's Club thì giá nó còn rẻ hơn nữa. Thông thường mấy anh chị vô Walmart, Walgreens thì cũng đã có 2-3 đồng chai à. Chai 10, à, chai 32 ounce mà có 2-3 đồng chai à. Mấy anh chị vô trong Costco mấy anh chị mua lần bình, mua một cái package của nó 4 bình, mấy anh chị xài 2 năm trời chưa hết nữa. Tại một lần mình xài không có nhiều, mình không có đắp nó hao như là liquid đắp bột, nó rất là ít. Nên coi như là mấy anh chị giảm được luôn cái tiền liquid trong tiệm nữa đó. Và giảm được luôn cái tiền mua cái máy hút mùi, tại vì nó không có hôi. Ra đây cái mình miết nó xuống gì nè, nó cover rất là dễ. Ngón nữa là xong rồi, mình vuốt cái cuticle cho nó nằm xuống như nè, để nó sát luôn, để tí nữa mình khỏi phải giũa. Đẩy qua hai bên, vuốt xuống chính giữa. Mà mấy anh chị thấy không? Nó mỏng vậy nè. Dạng treo này thì mình không có muốn đi giày đâu. Vậy khách hàng họ cũng không muốn đeo giày đâu. Rồi mình vuốt, mình miết xuống dạng cái là nó phủ hết. Ok. Rồi sau đó cho khách hơ đèn 30 giây. Trời ơi, đổ ra một hũ alcohol này xài
bao nhiêu khách mới hết? Giá như thế nào hả? Một cái mình có mấy set lận, giá nó khác nhau. Nó có một cái set đầu tiên á, mà chị Ngọc có thể thử á, tại mình mua nó có đầy đủ rồi. Nó chỉ thiếu alcohol thì mình tự mua thôi. Nó có cái cọ, nó có cái hũ đựng cho mình, mình mua alcohol mình đổ vô nha. Nó có bê, nó có thớp, nó có tới cho mình tới 8 cái màu. Thì trong đó là nó có luôn những cái màu mà làm pink and white, mà theo kiểu mà fans à, dễ fans pink and white hồi xưa á. Và nó có những cái màu hồng tự nhiên natural để cho mình làm ombre chung trong này luôn. Thì một set này 155 thì mấy anh chị có thể mọi người có thể mua về, mọi người thử liền là nó có đầy đủ hết, mình không có cần phải mua thêm gì nữa. Rồi sau đó mấy anh chị có thể mua thêm cái set màu, cái này là bridal bliss thì nó có tới 12 màu mới. Cái 12 màu này bridal bliss em nhớ giá không? Đây nè, cái màu em đang xài nó là màu hồng này nè. Thì nó có màu white shimmer, những cái màu này không có nằm trong collection đầu tiên. Ha. Thì mình có thể những cái màu đậm này mình xài sang mùa đông. Rồi nó có một cái collection nữa, nó có ít màu lắm. Là cái màu neon glow, là ban ngày nó dày, ban đêm là nó glow, hoặc là ra khỏi ánh đèn nó glow. Thì đó là ba cái collection mình có, nó rất là giới hạn, nó không có nhiều đâu. Rồi bây giờ ở đây á, em xé một cái miếng giấy, em nhúng vào trong alcohol nha mấy anh chị nha. Alcohol, cái bình alcohol của mình xài, alcohol trong tiệm mình xài loại nào cũng được chứ, alcohol là được. Mình chùi, chùi cái lớp sticky. Dạ không có sale chị Rose, nó chuẩn bị lên giá nữa mà. À, tất cả cái supply nó sẽ lên giá trong vòng 2 tuần. Năm nay đồ gì cũng mắc hết á, tất cả những tiền shipping, tiền raw material, tiền gì cũng mắc hết á, cho nên là hàng sẽ lên giá trong vòng 2 tuần. Hồi xưa làm mà để dành được có 200 ngàn mà mua được căn nhà. Giờ 200 ngàn đi mua căn nhà kiếm cũng mệt. Ở Hàn Quốc hả em? Có mà không? Ờ, để em check nha chị. Em nhớ là hồi trước đây mình có gửi qua Hàn Quốc rồi. Cái này thì mấy anh chị không có cần là cái dũa to quá, cho nên maximum mà em xài đó là 100 Ồ, cái này mà đưa qua khách châu Á hết á, là em nghĩ người ta sẽ thích lắm. Độ bền của khách mình đi tới 5 tuần. Dạ chị Rose, à, mấy chị khách của em ở xứ lạnh á, mà chuyên làm về gel builder á, họ chuyển sang cái này, họ thích. Họ không có completely dẹp luôn cái gel builder trong tiệm, tại vì đâu có lý do gì mình dẹp, mình đã có sản phẩm mà mình dẹp làm chi. Mình áp thêm cái này vô thì khách của mấy chị sau này thích cái này hơn. Và ngay cả mấy chị làm á, thì mấy chị cũng nói là mấy khách mà họ có móng dầu á, làm bột là không thể nào ở. Làm gel builder thì nó hơi cực cho họ. Họ xài qua cái này đi tới 4-5 tuần cũng không có bị chóc. Nó bền. Rồi. Sau mấy anh chị nhớ là mình phải chùi alcohol trước khi mình dũa đó, để nó mất đi cái lớp sticky, thì mình dũa nó không bị dính vào cái dũa. Còn nếu mà mình không có chùi mà mình đem ra mình dũa đó, thì mấy anh chị sẽ cảm giác giống như là cái gel chưa khô. Dạ em chọn được không? Gửi màu mẫu, em chụp hình em gửi cho chị nha chị. Còn không em gửi cái link cho chị, chị vào trong đó là nó có hết trên hình luôn. Bữa có một chị khách chị mua, chị về chị xài, chị điện chị đòi trả lại là tại vì hơi đèn hoài không khô. Thì em nói ủa chị ơi, chị em mới hỏi là khi mình tư vấn thì mình hỏi là khách xài sao, thì chị nói chị hơi đèn chị đem ra rồi chị dũa. Thì em nói là không, chị bị missing một bước á, đó là chị phải, một là chị phải chùi cái alcohol cho nó sạch, còn không á thì chị đi cái top coat ở trong cái kit này nó có đó, rồi chị hãy dũa thì nó sẽ không có bị sticky. Cái gel nó đã khô rồi, nó chỉ có là cái sticky layer trên cái mặt gel thôi. Cho nên là chị tưởng như là mình bị không có khô, nhưng mà nó đã khô rồi.
Sau đó ok, hiểu rồi, chị hiểu rồi. Là tới giờ là chị im rồi. Nghĩa là chị sẽ đã xài được rồi. Dạ chị Tammy. Em với chị Jay, Tăng, Cindy với lại Kim và Trí sẽ chuẩn bị có lớp ở Orlando. Thì trong cái lớp này là chuyên về bột, rồi chuyên về đắp bột nha, đắp ombre các kiểu luôn, shaping, rồi trong đó nó sẽ có luôn dạy cái kỹ thuật về hybrid gel này nè. Đó, thì anh chị nào mà muốn đi học về cái kỹ thuật này thì mọi người có thể đăng ký vô cái lớp đó, thì tụi em sẽ có training về cái hybrid gel cho mọi người dễ xài. Mình chưa biết á, chưa quen á thì mình thấy nó khó, nhưng một khi mình xài mà quen rồi đó mấy anh chị, nó thích cực kỳ. Ở đây mình có thể xài cái đầu diamond này để mà mình dũa luôn nha, tại vì móng này nó không cần phải đầu bén quá, nó là gel, không cần cái đầu quá bén đâu. Em lấy giá bộ đó, bộ ombre bao nhiêu hả? Tiệm ngân bộ ombre này sẽ lấy giá là như là giá bình thường full set của nó không đã là 55, ombre này của nó là 75 á, tùy theo tiệm, tùy theo dùng chị. Thì em tư vấn cho mấy anh chị nó như vậy nè, mấy anh chị lấy trong tiệm mình nếu có gel builder thì gel builder bao nhiêu, mọi người lấy cái giá này bằng gel builder. Nếu tiệm của mấy anh chị không có gel builder thì mình có dip, thì dip bao nhiêu, cái này nó mắc hơn dip 5 tới 10 đồng đó, vậy thì mọi người sẽ dễ tính. Còn tiệm á, thì tùy tiệm, tùy vùng, tùy location mình sẽ lấy giá khác nhau. Tiệm của Ngân thì nằm ở khu downtown trắng sang, nhà xung quanh đó là khách họ ở toàn là nhà triệu 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 không à, cho nên là một bộ vậy họ trả cho mình là 70 75 đồng bình thường. Được, nhiều khi ra tiệm muốn làm live, để chia sẻ mấy anh chị cách làm trong tiệm cho nó thực tế, mà khách ở đó nó khó lắm, không xin được, nó không chịu. Trước đây có một hai lần em xin được mấy cô khách mà trẻ trẻ ngang tuổi mình đó thì họ chịu cho lên live, nhưng mà khách khác họ không chịu, họ không có happy, là tại vì mình em ngồi em nói chuyện nó cũng nghe ồn, thấy vậy chứ bên ngoài em ngồi em nói nghe ồn lắm, cho nên là khách ta, mấy khách mà tiệm càng sang họ càng khó chịu. Sau đó là chủ không có cho làm like nữa. Ok. Mà em chỉ dũa cuticle thôi nè, đẩy cho nó sát vô cho nó sạch. Đi cái đầu diamond này thì không có sợ là nó bị đứt. Rồi sao? Vậy là xong. Ok. Ok, em phải lấy cái cây em chà cái này ra bớt. Cái đầu này nó mịn quá nè mấy anh chị, cho nên là khi mà mình làm á nó dễ bị đóng vô đây nè. Thôi em đổi cái đầu mới đi. Cái cây chà nó có ở đây. Mình có cái cây để chà cái treo này ra. Cái đầu chải bằng sắt á, mà không biết ai lấy của Ngân rồi. Để mai mốt tôi cấm giận, cấm giận, cấm thông thương, không cho vô, tại không có cho vô phòng này, để vô đây ngồi xài mất tiêu đồ hoài. Không cần chải bề mặt móng, không cần. Khi mà cái này á mình đã đắp nó mướt rồi, tại vì nó là treo luôn mà nó đã mướt rồi á, thì mình chỉ cần dũa cái cuticle để cho nó sạch, nó không có bị hở thôi. Nó phải nằm sát xuống, làm bột, làm gel, làm manicure, làm cái gì cũng vậy, cuticle nó cũng phải nằm sát xuống vậy nè.
Rồi sau đó mình buffer thôi là cái mặt móng nó đã đủ đẹp rồi. Này mình làm treo cho nên cái mặt móng nó mịn lắm ấy anh chị. Cái này feel được không? Feel được bình thường. Feel được bình thường và feel nó giữ. Khách đi cũng mấy tháng họ mới feel mấy lần á. Thì khi nào mà cảm thấy mà nó hơi nó cũ rồi đó thì mình sẽ bắt đầu mình sốc ốp ra rồi mình làm cái mới. Sốc ốp cái này dễ lắm, y chang như sốc ốp bột nhưng mà nó nhanh hơn. Thì mình chỉ cần dũa cho nó mỏng dính xuống rồi mình ngâm vô aceton, ráp aceton cũng được, nó ra rất là nhanh. Xong, anh chị thấy chạy nhanh mà nhanh cực kỳ phải không? Đó, sau đó em cần một cục buffer. Mình bóp ở bên dưới nè, cho cái móng người ta không còn bị bén. Cho chị em mì, dạ chị. Ủa chị em mì chưa có cái hybrid gel này luôn hả? Hello anh Terry Trần, khỏe không anh? Bồ tháp treo này tiện hả? Chưa. Trời ơi, em tưởng chị em mày có đầy đủ luôn rồi đó. Em thấy là chị em mày như có nhiều nhiều thứ lắm luôn á. Ok. Chị bào mịn số mấy? Ngân không có xài cái số mà Ngân xài cái đầu safety bit. Thì cái đầu này nó không có hoàn toàn là mịn 100%. Nó mịn ở ngoài phần đầu và về phần sau nó to hơn. Bộ tháp treo này tiệm mình lấy 92 đồng. Trời ơi, tiệm anh làm giá ngon ghê. Tiệm em bên này em lấy tới 75 thôi, không dám lấy lên. Nhưng mà chắc có động lực lấy lên. Tại vì bây giờ hàng lên giá cho nên là khách khách mà khách khu mình thật sự khách khu có tiền nó cũng dễ thông cảm. Em lấy lên giá quá. Ok, sau đó mình nhúng cái cây này nè, em xài cái cây này nè. Em nhúng vô alcohol. Rồi em chùi, em chà vậy nè. Nó sạch luôn, khách họ không cần đi rửa tay. Ngay lúc này họ đi rửa tay sau khi em xong hết rồi á thì họ đi rửa tay mà bây giờ thì họ không cần. Rồi trong cái này nó có cái chai tháp treo luôn. Anh Terry xài tháp treo này thích không? Em ơi chị có hỏi em đang like sao không thấy trả lời. Ủa chị Hoa ơi, chị Hoa hỏi lên copy paste lại cái câu trả lời câu hỏi giùm em đi. Sorry mấy anh chị á, nhiều khi làm like có nó bị missing cái câu câu hỏi của mấy anh chị là tại vì giống như là em ngồi em làm có một mình vậy nè. Thì liếc qua, ngồi liếc qua mà thấy câu nào là trả lời câu đó thì nó có missing thì mọi người thông cảm em trả lời lại sao chứ. Chứ không phải là em cố tình không trả lời đâu. Dạ bên em không có nhận Venmo, Cash App và mấy cái app riêng chị. Bên mình chỉ lấy thẻ hoặc là mấy anh chị có thể tự trả trên website mua online hoặc là tự trả qua PayPal thì được. Còn về mấy cái Venmo, Cash App thì tụi em không có lấy cái đó. Vì tất cả các payment đều phải đi vào trong công ty hết. Thì qua cái account của công ty thì họ không có sử dụng cái Venmo and Cash App. Nhưng mà bên em thì khách xài thẻ quanh năm suốt tháng không có vấn đề gì hết. Cho nên mấy anh chị cũng yên tâm. Ok. Rồi. Dạ chị Hân ơi, Hân có online không? Chị em mì nói Hân gọi chị em mì kìa. Các em đi cái top coat trong cái kit này luôn nha. Chị em mì lấy thì chị lấy cái kit pink and white của nó chị. Cái kit đầu tiên của trong cái collection này luôn.
nó có đầy đủ, nó đầy đủ, chị về chị xài chị thích á, rồi bắt đầu chị lấy thêm hai cái collection còn lại. Ok, đó, dễ thương không mấy anh chị? Dễ thương không? Rồi, sau đó em cho hơi đèn. You can pay with your Venmo credit card. Và em thật sự là lúa luôn về cái phần Venmo trên Cash App á. Cho nên là mình không có xài tới cái đó nhiều nên không có biết. Lúa, lúa nhiều cái lắm. Em gán đợi thêm 10 năm nữa con gái em lớn rồi nó chỉ em. Bây giờ là chỉ có cách đó là nhanh nhất thôi. Trời ơi. Rồi em đang kiếm cái chai chưa đi cổ oil. Sức oil lên cho cái tay người ta mịn. Ok, vậy là xong đó. Đây là cái set tab nè mấy anh chị. Thì anh chị nào muốn thử set này á thì cứ nhắn tin vào công ty đi rồi tụi em gọi cho mấy anh chị. Cái này mới lắm, mới hoàn toàn. Có thể á, là trong tiệm trong vùng của mình á, mà mình khi mình offer cái này cho khách á thì sẽ chỉ có một hai tiệm người ta có thôi, cho nên là cái cạnh tranh của mình nó ít. Còn mình có tiệm mình thì được cái là mình có nhiều cái service để mà mình offer cho khách để họ cảm thấy mới lạ với họ có nhiều cái lựa chọn. Tại vì không phải là bột sẽ phù hợp hết tất cả mọi người, không phải là gel phù hợp tất cả mọi người, dip cũng vậy. Thì nó mỗi một cái người khách, mỗi một cái công việc á, có thể là họ sẽ thích một cái dạng khác nhau. Cho nên á, mình có nhiều dạng như vậy thì khách họ dễ xài. Mà thực sự cái investment của mình vô trong nó cũng tính ra là rẻ. Có trăm mấy 200 đồng cho một cái dịch vụ này thì nó cũng tương đối là nó rẻ cho mình. Rồi. Mọi người thấy sao nè? Dễ thương không? Dễ làm, quan trọng là dễ làm, dễ làm cực kỳ. Treo này có feel hay không? Feel được chị, feel được mà feel dễ ẹt luôn. Để em làm mấy cái video feel cho mấy anh chị, nói là làm video feel. Nhưng mà làm xong cái bắt đầu bận quá. Tới feel không có feel cho nó rụng tháo ra, tự tháo khó chịu quá nó tháo ra. Cho nên không có feel được, lần này gán gán 2 tuần sau đừng bận. Để làm cái feel cho mấy anh chị coi. Rồi thank you mọi người đã dành thời gian theo dõi nha. Anh chị nào thích thì cứ để lại số điện thoại với lại mọi người giúp cho em share video. Để cho mấy anh chị nào mà có cái này rồi mà chưa biết làm ombre thì mấy anh chị cũng có thể coi để biết làm ombre, tại vì nó dễ lắm. Rồi thank you và have a good day cả nhà. Bye bye.